gần đây có cái mốt nuôi baby gì gì đó. Bây giờ anh muốn nuôi chó hay là nuôi baby? Con Lan á, nó có đàn chó con mới mở mắt dễ thương lắm. Em định xin một con về nuôi cho vui nhà vui cửa, chứ nhà vắng tanh nè, có con chó cũng đỡ buồn. Em, anh chị nuôi chó đó. Anh không cho nuôi chó, chẳng lẽ bây giờ xin con nuôi? Mà em nghe nói gần đây có cái mốt nuôi baby gì gì đó. Bây giờ anh muốn nuôi chó hay là nuôi baby? Anh nuôi baby trong xé xác anh hả? Thôi, nuôi chó đi. Nè, chó. Đi mấy tháng anh không ốm đi miếng nào mà tướng tá còn ngon ra ha. Giờ anh xin tập gym đó, anh biết bây giờ một tuần anh tập 3 ngày đó nha, từ ra sắp tới mà anh quên bữa nào mà em la anh nha ha. Với lại anh thường đi tập gym phải ráng giữ gìn sức khỏe để cậu yêu em nhiều hơn. Chứ tôi có mặt kìa, khoái cái mồm là bộ.